Chào mừng các đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử và địa lý lớp 5 trang 37 đến trang 39, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Bài 8, đấu tranh giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc. Học xong bài này em sẽ kể được tên và vẽ được đường thời gian, thể hiện một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc, ví dụ như năm 179 trước công nguyên, năm 40, năm 248, năm 542, năm 938. Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về hai bà Trưng và Triệu Lý Bí, Phùng Hưng, Ngô Quyền. Khởi động, các em quan sát hình 1, hãy chia sẻ những điều em biết về hai bà Trưng. Hình 1, Trưng Vương trừ giặc Hán tranh dân gian Đông Hồ. Như vậy, quan sát hình 1 thì chúng ta thấy những điều em biết về hai bà Trưng. Hai bà Trưng là tên chung chỉ hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam. Năm 40, bất bình trước ách cai trị của nhà Hán, Trưng Trắc và Trưng Nhị dựng cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, hạ thành Cổ Loa, tiến đánh Luy Lâu. Sau khi giành thắng lợi thì Trưng Trắc xưng vương, đóng đô ở Mê Linh. Năm 42, nhà Hán đem quân sang đàn áp, nghĩa quân của hai bà Trưng kháng cự kiên cường nhưng cuối cùng bị dập tắt. Tiếp theo bài học số 1 nhỏ. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu thời kỳ Bắc thuộc. Câu hỏi đọc thông tin, kể tên và vẽ đường thời gian thể hiện một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc. Năm 179 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị Triệu Đà thôn tính và sáp nhập vào nước Nam Việt, mở đầu thời kỳ Bắc thuộc. Trong thời kỳ Bắc thuộc, chí ích cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, người Việt đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh tiêu biểu như khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, khởi nghĩa Bà Triệu năm 248, khởi nghĩa Lý Bí năm 542, khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 713, khởi nghĩa Bùng Hưng năm 1776, chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Như vậy, các em sẽ đọc thông tin và chúng ta kể tên vẽ đường thời gian thể hiện một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc như sau. Thời gian là vào năm 179 trước công nguyên, có sự kiện là Triệu Đà xâm lược. Đến năm 40, khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Năm 248, khởi nghĩa Bà Triệu. Năm 542, khởi nghĩa Lý Bí. Năm 938, khởi nghĩa Ngô Quyền. Tiếp theo số 2 nhỏ, truyện về các cuộc đấu tranh thời kỳ Bắc thuộc. Đọc thông tin kể lại một số câu chuyện về nhân vật lãnh đạo đấu tranh thời kỳ Bắc thuộc, chia sẻ cảm nghĩ của em về nhân vật trong câu chuyện. Trong thời kỳ Bắc thuộc, lãnh đạo các cuộc đấu tranh là những người anh hùng yêu nước như hai bà Trưng, Trưng Trắc, Trưng Nhị, bà Triệu, Lý Bí, Phùng Hưng. Hai bà Trưng khởi nghĩa. Cách đây hơn 2.000 năm nước ta bị nhà Hán đô hộ, nhưng dân ta phải sống lầm than khổ cực nên đã sụp sôi ý chí đấu tranh. Thuở ấy ở Mê Linh có hai chị em là Trưng Trắc và Trưng Nhị giỏi võ nghệ, có chí lớn đánh đuổi quân xâm lược. Trưng Trắc cùng chồng là Thi Sách chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa thì bị lộ. Thái thú Tô Định đã giết Thi Sách. Căm thù giặc, chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị nổi dậy khởi nghĩa để đền nợ nước trả thù nhà. Năm 40, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hát Môn, Phú Thọ, Hà Nội. Nhân dân khắp nơi hưởng ứng, nghĩa quân của hai bà Trưng tấn công đến đâu, chính quyền đô hộ tan đến đó. Thái thú Tô Định phải bỏ thành Luy Lâu, nay thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh, trốn về Trung Quốc. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh. Theo Quốc sử Quán Triều Nguyễn, Khâm Định Việt sử, Thông Giám Cương Mục tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội 2007, trang 107. Các quan sát hình 2, đền Hát Môn thờ hai bà Trưng ở Phú Thọ, Hà Nội. Em có biết bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, quê ở huyện Yên Định, Thanh Hóa ngày nay. Về căm thù giặc năm 248, bà đã cùng anh trai khởi nghĩa, đánh thắng quân Ngô nhiều trận, giết chết thứ sử Giao Châu.
Nhà Ngô đã đem quân sang làm áp cuộc khởi nghĩa và Triệu đã hy sinh trên núi Tùng, hậu Lộc, Thanh Hóa. Vào năm 938, Ngô Quyền chỉ huy cuộc chiến đấu chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng giành thắng lợi, chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu dài cho dân tộc. Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Biết được quân Nam Hán sẽ tiến vào nước ta bằng đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã cho người lấy cọc lớn vạt nhọn đầu bịch sắt đóng ngầm ở cửa biển. Năm 938, khi quân cửa Lưu Hoàng Tháo tiến vào cửa sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã cho đội thuyền ra khiêu chiến giả thua chạy để dụ địch đuổi theo. Quân Hoàng Tháo bị lọt vào trận địa bãi cọc. Đến khi thị triều rút xuống thì bãi cọc ngầm nhô lên, Ngô Quyền hạ lệnh cho quân tấn công. Thuyền của Lưu Hoàng Tháo bị đâm vào cọc rối loạn tan vỡ, quân lính chết đuối quá nữa. Tướng Lưu Hoàng Tháo bị chết tại trận, quân Ngô Quyền đại thắng. Theo Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều hậu Lê đại bị sử ký toàn thư, tập 1, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1998, trang 203-204. Các quan sát hình 3 chiến thắng Bạch Đằng năm 938, tranh vẽ, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Như vậy, chúng ta sẽ kể câu chuyện về Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa và câu chuyện về Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng. Thì qua các câu chuyện trên thì em thấy được và học được lòng dũng cảm, mưu trí và tinh thần bất khuất của nhân dân ta, đó là tiền đề cho việc khôi phục nền độc lập, tự chủ của đất nước sau này. Tiếp theo luyện tập một nhỏ, sắp xếp tên các cuộc đấu tranh sau đây theo cái tiến trình thời gian: khởi nghĩa Phùng Hưng, khởi nghĩa Lý Bí, khởi nghĩa Bà Triệu, khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Như vậy chúng ta sẽ xếp tên các cuộc chiến, các cuộc đấu tranh theo tiến trình thời gian như sau: khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, khởi nghĩa Bà Triệu năm 248, khởi nghĩa Lý Bí năm 542, khởi nghĩa Phùng Hưng năm 776-779, chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938. Tiếp theo số 2 nhỏ, hoàn thành bảng dưới đây về một số câu chuyện đấu tranh thời kỳ Bắc thuộc theo gợi ý và vở ghi. Tên câu chuyện, tên các nhân vật, tên các vị danh. Tên câu chuyện Hai Bà Trưng khởi nghĩa, tên các nhân vật Trưng Trắc, Trưng Nhị. Tên các địa danh, đền Hát Môn, thờ Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Hà Nội. Bà Triệu khởi nghĩa, tên các nhân vật Triệu Thị Trinh, núi Tùng, hậu Lộc, Thanh Hóa. Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, tên nhân vật Ngô Quyền, tên các địa danh sông Bạch Đằng, Hải Phòng, Quảng Ninh. Cuối cùng các em sưu tầm và kể lại câu chuyện về khởi nghĩa Lý Bí hoặc là khởi nghĩa Phùng Hưng.